Vâng, đồng hồ giờ xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em muốn giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Raketa niềng mong đó. Một chiếc có size mặt là 40 đó. Chiếc này có bộ mặt rất là độc đáo, bởi vì là tất cả những số 12 thì thường thường đều là bằng sẽ là có 12 giờ. Nhưng mà riêng chiếc Raketa Big Ferro này là số 0. Để Nga cũng muốn bắt đầu tất cả mọi thứ là từ đều con số 0 trở đi lên đấy. Có chiếc đồng hồ này cũng là như vậy, bộ toàn thân được mạ vàng, đường băm răng cưa rất là đẹp. Chiếc này trong tình trạng của nó là khá là mới đấy các bác nhé, ít sử dụng đó. Size mặt to 40, chạy bộ máy á, cơ lên có tay 18 chân 19 chân kính đó. Máy 2609, sản xuất cũng năm đầu năm 90 đó. Tình trạng là rất là mới, đen kem, size to, rất là ôm tay đó. Các nào mà có nhu cầu quan tâm sản phẩm này thì liên hệ Facebook Zalo số là em là 0969996612, hoặc là các bác có thể qua trực tiếp số nhà 4 ngõ 160 Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội để giao lưu ạ. Giao dịch tại cửa hàng em ở đó. Xin cảm ơn cả mọi người đã xem video này.